Mình tên là Quỳnh Hồ Trúc Như, năm nay mình 24 tuổi và mình đậu phỏng vấn, có được visa mình rất là vui. Mình sẽ qua Mỹ học dự bị thạc sĩ cho 9 tháng, xong mình sẽ chuyển qua học university, học chương trình thạc sĩ. Đi phỏng vấn thì lúc đầu mình có hơi hồi hộp, nhưng mà lúc sau vào thì mình lấy hết tự tin và can đảm vào phỏng vấn. Mình cảm ơn chị Kim và anh Khôi và các anh chị của Tân Đại Dương đã hỗ trợ mình trong quá trình xin visa đi du học Mỹ, cũng như cách hướng dẫn mình cách trả lời phỏng vấn với lãnh sự. Mình muốn chia sẻ kinh nghiệm cho mấy bạn khi mà đi phỏng vấn visa là mấy bạn phải tự tin, không được hồi hộp và lựa chọn trang phục cho mình phù hợp. Cảm thấy mình mặc tự tin, ăn mặc vào mình cảm thấy mình tự tin hơn. Chúc các bạn đậu visa du học Mỹ và thực hiện được ước mơ của mình.